Hai, xin chào các bạn. Hồi nãy giờ các bạn có thể thấy cái ngắm cái hoa này. Đây là một cây hoa cá đa gia rất là xưa, xưa thật là xưa luôn. Đó là dòng Macao Santa Gold. Nếu những bạn đã chơi lan khoảng tầm 20 năm nay thì có thể biết cây này. Cây này hồi xưa là người ta tính từng thân các bạn. Tức là người ta có thể mua những cái cọng này nào nếu có giá một là chỉ vàng. Tức là thời xưa cái cây này rất là nổi tiếng. Một cọng nó thôi là nó một chỉ vàng. Tức là hồi xưa người ta dùng vàng để người ta mua bán những cái cây này. Tại vì lúc xưa là cái vàng nó rất là quý, nên người ta những cái cát la da mà họ mua bằng vàng hay là nửa chỉ vàng. Hồi xưa là lúc mà người ta đi coi thi lan á, là người ta đeo vàng rất là nhiều, để là chỉ cần là người ta rút vàng ra là người ta đổi liền tức khắc. Những cái cây mà đoạt giải hay những cây quý thì cái phong trào cái la da hồi xưa cũng rất là quý, không thua gì những cái phong trào như là giả hạt hay là lan kiếm hay là lan đen vô nắng xưa như trước đây. Nó cũng là cực kỳ có giá trị. Tới bây giờ những cây cá la da như vậy vẫn có giá trị, nhưng mà giá thì rất là mềm để chúng ta có thể chơi. Tại vì là đã được sưu tầm nhiều rồi nên truyền giống nhau các bạn. Đây là cái dòng Macao Santa Gold, dòng của Mỹ. Nó đã tồn tại tới bây giờ là khoảng gần 20 năm, được những nghệ nhân lưu truyền tới bây giờ. Thì rất là tuyệt vời, chúng ta có những cái giống xưa đẹp như vậy chơi. Thì cái cây cá Macao Santa Gold này là một dòng cá khá là xiên bông các bạn, khá là xuyên phong. Khi mà nó khỏe mạnh rồi nó rất là dễ qua các bạn ha. Thứ hai nữa là thân lá là loại thân dài, lá dài, tức là chúng ta sẽ thấy là cái thân nó cứ thuôn vậy thôi, nó ít có mập lắm các bạn, nó không có mập như ngón tay cái gì đâu, mà nó cứ thon gọn và bộ lá nó cũng kéo dài ra. Đó là cái hình thái sinh lý của cái cây Macao này. Cây Macao này thì nó cũng rất là dễ sống, dễ nhân giống, nói chung là cũng đạt tiêu chuẩn. Và đặc biệt là hoa của nó là có màu vàng rất là đẹp và thơm lắm nha các bạn. Mình đang quay cây này thì hiện tại cái mùi thơm nó rất là ngào ngạt. Thì cái hoa này chúng ta thấy là cái cánh nó không có hở, nó chồng cánh nó khép đàng hoàng. Cây này mới nở ngày hôm nay thôi nên là nó chưa bung. Các bạn thấy cái cánh nó vẫn còn dúng nè, thấy không, chưa căng nha các bạn, mới nở thôi. Cây này là nó căng tự nhiên, không có điều chỉnh. Và đặc biệt cái cây này là cái lưỡi chúng ta thấy là cực kỳ đẹp, nó có những cái tia sẹt lửa ở trong ra, tia sẹt đều ra. Và cánh cái lưỡi này vẫn chưa căng đều nha các bạn, cái lưỡi này nó sẽ căng tròn và to ra nữa. Thì cây này khoảng 2 ngày nữa là tuyệt đẹp. Và đặc biệt là trong lúc Mai Quy sẽ chỉ cho các bạn một bí quyết mà ai cũng biết, giờ những người chơi lan á ai cũng biết, những người mà đã chơi lâu á, nhưng những bạn mới chơi lan thì không biết. Đó là Mai Quy sẽ chỉ cho chúng ta. Thì tại sẵn có một người bạn mình ở đây mua cái cây cát này nên mình chỉ luôn. Đó là khi cái cây cát mà đã nở bông mà như vậy nè, chúng ta chuẩn bị nở, tức là lúc mà nó hình thành cái mèo bự bự to rồi đó, và tới lúc nó nở luôn, tới lúc chơi luôn, là chúng ta không được tưới đẫm cái chậu lan này. Tại vì chúng ta tưới đẫm cái chậu lan này nó sẽ trương nước ra, cái cây nó dư nước các bạn, thì bông nó sẽ trương ra và nó méo mó, nó quẹo quẹo, và cái cánh này nè nó sẽ hở ra không có đẹp. Cái cánh này nè nó hở ra. Chúng ta cứ cho nó ăn nước mà ăn vừa tầm thôi, tức là không khô mà cũng không được ướt. Đó thì cái chậu lan này hiện tại giờ cái lượng nước cũng khá là vừa tầm của nó, nên là bông nó sẽ không bị vặt vẹo. Thì các bạn nhớ điều đó ha, khi cây cát nở hoa chúng ta không được cho nước nhiều, nước nhiều nó sẽ xấu bông. Đó rồi, chúng ta có thể thấy một số cái hình thái nữa để mình sẵn mình chia sẻ trong video này luôn. Thì tuy là giới thiệu cây nhưng mà mình cũng muốn giới thiệu một số cái về kỹ thuật. Cây cát thì chúng ta thấy không, khi cây này đang ra bông thì chúng ta thấy gần như cây không có rễ non. Và chú ý ha, cây này không có rễ non và chồi mầm cũng không có mọc các bạn ha. Nó chỉ u cái chồi mạnh nhất thôi, cái chồi cái mầm bự nhất, to nhất, và nó u hai bên. Thì cái cát này nếu mà mọc đạt nó sẽ xiên bông, còn mọc không đạt nó sẽ lì bông. Để Mai Quy hướng dẫn cho bạn xin một số cái ha. Thì những bạn nào đã nghệ nhân thì mình không bàn nha, chứ còn những bạn không biết thì chúng ta có thể tham khảo ha. Xem thứ nhất là chúng ta thấy cây này nó mọc với hình thái là zig zag, các bạn chú ý nha, nó cứ mọc qua một loại, mọc qua một loại, cái thân nó mọc á, mọc qua rồi mọc loại, mọc qua loại. Thì những cây cát như vậy là đi đúng hướng nắng rất là dễ qua, không ra hai hướng luôn, đi một hướng vậy thôi là cực dễ qua. Chúng ta thấy không, chỉ có 5 cọng thôi là có hoa, có người trồng 3 cọng đã có hoa rồi. Những nghệ nhân mà chuyên nghiệp họ trồng 3 cọng là có hoa, vì họ không cho nhảy con, và thứ hai là họ trồng đi đúng hướng nắng, tức là cây nó không đi zig zag. Ví dụ đây là hướng tây, đây là hướng tây,
đây là hướng tây đó, mình nghĩ ra đây là hướng tây đúng không? Ủa, xin lỗi, đây là hướng đông. Buổi sáng thì cái chồi mầm này nè chúng ta để đúng chính đông luôn các bạn, đúng chính đông luôn thì cây cát sẽ mọc rít rắc đi một hướng, không xây vòng, không bo cua, không có quẹo thì nó sẽ dễ qua các bạn ha, chứ không thôi là nó sẽ bị một tình trạng là khó qua vì nó mọc đủ các hướng. Và cái chồi á, bây giờ mình tưởng tượng nha, nếu mà bây giờ cái hướng này là nó đang mọc bên đây nè đúng không bạn, thì cái chồi mới nó sẽ mọc ở đây đúng không bạn, dứt sắc mà cái chồi mới sẽ mọc ở đây là đúng quy luật của nó, quy luật về cát la da. Mà bây giờ chúng ta xây hướng nắng, chúng ta xây như vậy đi, hướng đông nó chiếu vào đây thì cái chồi bên đây nó ăn cái nắng nhiều, nó rất là dễ lên chồi, thì cái chồi bên đây nó mọc lên đây nữa, cái mai mốt là nó đi theo một hướng vậy luôn, đi một vòng vậy luôn thì nó không đúng cái quy tắc dứt sắc thì nó sẽ chậm qua hơn. Tất nhiên là nó bên đây thì nó vẫn qua nhưng nó sẽ không đúng cái quy tắc của chúng ta thấy đây hai bạn ha. Đó là những nghệ nhân mà họ đã chơi lâu, họ có những cái kinh nghiệm để họ có thể chỉ cho chúng ta những cái cách để cho cái cát chúng ta dễ qua. Lúc trước bên kênh Mai Quy có một cái kênh là có một cái video hướng dẫn là tưới sữa thái với 19-31-17 rất là hiệu quả về ga qua. Các bạn áp dụng cái quy tắc hình thái sinh lý này cộng thêm cái phân bón nữa thì cây rất là dễ qua các bạn, rất là dễ qua. Nếu cây cát Macau này mà nếu mà là đúng vậy thì lên có thể lên cọng nào nó cũng có bông hết. À, một cái bí quyết chia sẻ cuối cùng nữa trong trước khi kết thúc video này là chúng ta chú ý tất cả các bẹ lá của các cây này nó có một cái lớp lụa non, chúng ta thấy không? Đây nè. Cái lớp này á mà nó nằm như vậy á là nó sẽ che cái màu xanh của cây, là cây sẽ không có hấp thu được diệp độc tố và nó không có phù qua được, tại nó bị cái máy này nó bó lại rồi. Chúng ta thấy những cái dạng mà lụa non này chúng ta phải lột nó đi các bạn ha, thì chúng ta thấy là những cái thân cũ người ta đã lột hết rồi nè, thì cái cây nó sẽ phát triển suôn thẳng, nó không bị méo mó và bị giống như bị dị dạng bệnh tật. Đây ví dụ như những cái này chúng ta thấy là người ta không có thời gian để người ta lột nên thành ra nó vẫn còn, nhưng nếu chúng ta mà có thời gian chúng ta lột từng ly từng tí như vậy thì cây nó sẽ mọc ra rất là đều đặn và dễ qua, tại vì nó được tiếp thu ánh sáng thêm 30% nữa các bạn, thêm 30% nữa nên nó sẽ rất là dễ qua các bạn ha. Thì cái phần này, những cái phần này thì những nghệ nhân hồi xưa họ đã biết hết rồi, còn chúng ta mới chơi gì khi chúng ta không biết. Những cái chỗ này chúng ta cũng lột lên luôn để cái mắt ngủ của nó được ăn ánh sáng thật tốt nhất, nhưng mà chúng ta chú ý nha, chúng ta chỉ lột khi nào nó ngã sang cái màu nâu, còn nó đang xanh cái bẹ này nè, chúng ta lột là nó sẽ bị chấn thương á, nó không được đâu. Chúng ta phải chờ nó giống như là nó đủ cái độ tuổi của nó thì chúng ta lột, chứ chúng ta mà lột sớm quá là không được. Ví dụ như đây, ở đây cây, ví dụ như cây này cái giờ chưa vậy trơn, cái bẹ người ta còn xanh mà mình lột đi là không được, mà chúng ta lại lột những cái bẹ như vậy là lột trễ các bạn, nhưng mà có lột còn hơn không có. Nhưng mà chúng ta chờ nó thấy nó chỉ cần ngã sang cái màu này nè, đây đó, chúng ta thấy nó ngã sang mấy cái màu này đúng không, cái màu mà màu nó đã màu lá cây rụng á, thì chúng ta lột nó đi để cho cây nó hấp thu và nó mập ra. Thì đó là những cái về cái những cái mẹo về cát la da và này kia. Rồi thì chậu cát la da này sẽ được gửi cho người bạn mình về chơi, thì chúc bạn mình có những cái thân mới và làm đúng cái phương pháp này để tiếp tục ra hoa nữa, và nhân giống cái cây quý này không để nó mai một đi, thì rất là vui. Mai Quy là rất là vui làm cái cầu nối của những cây cát la da xưa cổ đến các bạn chơi lan, và với cái giá thành rất là hữu nghị để chúng ta có thể chơi được. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào các bạn nhé.